chờ gì sơn người ta. Ok ok. Xin chào các bạn. Hôm nay thì Cao Ai và Ngân Hòa rất là vui khi được tham gia cái buổi ra mắt phim Người Nhện Xa Nhà. Và thật sự thì Cao Ai rất là yêu thích cái nhân vật Người Nhện trong các nhân vật Marvel và cũng rất là hào hứng xem những cái diễn biến sẽ xảy ra sau Endgame sẽ như thế nào. Cái điều mà Hòa và anh Cao Ai mong chờ nhất là sự trở lại của Người Nhện và sự trở lại đặc biệt là của Iron Man. Ok, em nói đi. Mọi người ơi, nhớ ra rạp xem phim vào ngày 3 tháng 7 nha. Hiện tại chúng tôi chỉ thấy được sự đăng ký dạ, cảm ơn chị. Của 7 xuyên.